Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, cháu nội của Càn Long là Đạo Quang Đế được liệt vào danh sách những vị vua bủn xỉn, keo kiệt nhất thế giới, đẩy Thanh Triều rơi vào cảnh điêu đứng trên đà diệt vong. Đạo Quang Đế sinh năm 1782, mất năm 1850, tên thật là Miên Ninh, là hoàng đế thứ 8 của triều đại nhà Thanh. Năm 1820, ông lên ngôi hoàng đế, đổi tên là Mân Ninh, lấy niên hiệu là Đạo Quang, và ông còn được biết đến với tên gọi Thanh Tuyên Tông. Từ xưa tới nay, hoàng đế được mệnh danh là người phú hữu tứ hải, tức là giàu khắp bốn biển, ngồi trên vinh hoa phú quý của thiên hạ. Nhưng trong lịch sử Trung Quốc lại có một vị vua vô cùng tiết kiệm, thậm chí đến mức keo kiệt, đó là Đạo Quang hoàng đế. Vị hoàng đế này đã đưa tiết kiệm trở thành mục tiêu mà còn lấy đó làm chỉ tiêu để đánh giá năng lực và phẩm chất của các vị đại thần. Tuy nhiên, khi bình phẩm về phong cách tiết kiệm của Đạo Quang, các sử gia phần lớn đều mỉa mai, chế nhạo. Vậy, vì sao một vị hoàng đế cần kiệm lại không để lại tiếng thơm mà còn bị hậu thế chê cười? Là vua của một nước, cuộc sống thực sự của Đạo Quang hà tiện tới mức nào, lối sống tiết kiệm là bản tính của ông hay bắt nguồn từ một nguyên do khác? Đạo Quang, vị vua đi đầu trong việc tiết kiệm. Tế kỳ Đạo Quang tại vị, thời kỳ hưng thịnh khang càn sớm đã chìm sâu vào dĩ vãng. Lúc bấy giờ, triều đình lâm vào cảnh mục nát, khởi nghĩa nông dân bùng nổ khắp nơi. Cũng chính vì lẽ đó mà chi phí quân sự ngày càng gia tăng, khiến quốc khố Thanh Triều nhanh chóng cạn kiệt. Trong khi đó, Đại Thanh lại chọn chính sách trọng nông ức thương, bế quan tỏa cảng, khiến việc mở mang ngân khố quốc gia càng khó khăn hơn. Đối mặt với cục diện này, Đạo Quang Đế cho rằng thực thi chính sách tiết kiệm là phương pháp tốt nhất để cứu vãn cục diện quốc gia. Chính vì vậy, ngay từ khi lên ngôi, Đạo Quang đã ban hành đạo luật tiết kiệm gồm 3 điều. Thứ nhất, trọng nghĩa khinh lợi, không tích tư tài, trước là vì quốc gia, sau là vì thiên hạ, vì bách tính. Thứ hai là đình chỉ việc các tỉnh tiến cống, bởi vị vua này cho rằng các tỉnh tiến cống đều là những đặc sản như hoa quả, rau dưa, lá trà, dược liệu. Những thứ này đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân, bỏ đi phần nào có thể giảm bớt phần đó gánh nặng cho dân. Hơn nữa, đường xá xa xôi, việc vận chuyển có thể gây lãng phí nhân công, tài lực. Thứ ba, Đạo Quang không cho xây thêm các cung điện, lầu cát. Những kẻ đề cử ý kiến xây thêm cung điện sẽ trở thành tội nhân, bị truy cứu trách nhiệm. Vị hoàng đế bủn xỉn bậc nhất Thanh Triều. Cụ thể, Đạo Quang trực tiếp cắt giảm lượng bạc chi tiêu hàng năm của cả hoàng cung từ con số 400.000 xuống còn vỏn vẹn 200.000 lượng bạc. Đồ dùng thường ngày của hoàng đế cũng liên tục được giảm lược, ngay tới giấy và bút mực cũng đổi thành đồ bình dân. Tiết kiệm là một việc tốt, đáng để ca ngợi, nhưng hai từ này đến với Đạo Quang thì không còn là tiết kiệm nữa, mà là keo kiệt, bủn xỉn, vắt cổ chày ra nước. Trái ngược với những vị hoàng đế khác, Đạo Quang luôn vắt óc nghĩ cách cắt giảm chi phí cho cả hậu cung. Bên cạnh đó, phi tần của nhà vua cũng bị cấm sử dụng đồ trang điểm, không được ăn vận trang phục sặc sỡ, đắt đỏ. Đối với thái giám cung nữ, ông hạ lệnh bắt tất cả hàng ngày phải ra ngoài thành kiếm tiền tự nuôi thân. Vì vậy, tam cung lục viện vô cùng vắng người. Bên cạnh đó, Đạo Quang còn quy định, ngoại trừ thái hậu, hoàng đế và hoàng hậu, các phi tần cùng người làm trong cung không được phép ăn thịt vào những ngày không phải lễ Tết. Một lần tổ chức sinh nhật cho hoàng hậu, trong bữa tiệc mỗi người chỉ được một bát mì không thịt, đậu phụ cũng chẳng có. Sau đó, hoàng đế đã đặc biệt sai người thiện phòng làm hai chiếc thủ lợn để chiêu đãi mọi người. Không chỉ hà tiện với hậu cung, Đạo Quang cũng tự lấy mình làm gương trong việc tiết kiệm. Cụ thể, vị hoàng đế này đã cắt giảm tối đa khẩu phần ăn của chính mình. Được biết, mỗi bữa ăn của hoàng đế chi hết 800 lượng bạc, nhưng thấy mức tiền này quá tốn kém, nên Đạo Quang đã cắt giảm hết cao lương mỹ vị đi, bữa cơm chỉ còn lại rau dưa. Dù tiết kiệm, nhưng mỗi bữa ăn của Đạo Quang vẫn tới 140 lạng bạc, khiến ông luôn canh cánh trong lòng. So với những ngự thiện của Càn Long hay Từ Hy Thái Hậu có tới cả 100 món, Đạo Quang một ngày chỉ dùng tổng cộng 4 món mặn, 1 món canh. Thậm chí thèm một quả trứng gà, hoàng đế cũng phải tiết chế vì giá của mỗi quả trứng là 5 lạng bạc. Thậm chí có lần Đạo Quang sai người ra ngoài mua gà mái đem về nuôi để chúng đẻ trứng, để ăn cho đỡ tốn kém. Song khi biết mỗi con gà mua ngoài chợ giá cũng 24 lạng bạc, nên vua không dám mua, đành nhịn ăn trứng gà.
Sự ki bo của Đạo Quang khiến Ngự Thiện Phòng vô cùng khốn đốn, bởi lẽ mỗi lần làm món gì cho hoàng đế, ông đều nhờ Tào Học Sĩ là Tào Chấn Dung, một người keo kiệt, bủng xỉn không kém gì Đạo Quang, hỏi giá ở hàng quán bên ngoài, rồi chê ổng chê eo sao trong cung nấu đắt. Sử sách còn ghi lại, vào khoảng 16 giờ chiều, các cung được phân phát bánh, tuy nhiên bánh vừa cứng vừa lạnh khiến ai ai cũng kêu ca, tuy nhiên có kêu cũng chẳng ích gì, nên họ chỉ đành pha thêm ấm trà nóng để ăn cùng. Sau khi ăn, mọi người phải đi ngủ để tiết kiệm dầu đốt. Than củi thường được sử dụng để thắp sáng vào ban đêm. Thế nhưng tất cả những sự cắt giảm chi tiêu này vẫn chưa thấm tháp vào đâu. Điều khiến hậu thế không khỏi ngã mũ bái phục trước sự hà tiện của Đạo Quang chính là ông vua này sẵn sàng mặc áo vá. Những bộ áo cũ và rách, Đạo Quang không vứt đi mà sai người vá lại và tiếp tục mặc như không có việc gì. Thấy vua toàn mặc quần áo cũ rách, các quan viên cũng không ai dám mặc quần áo lành lặn. Thậm chí chiếc áo đang mới, các quan cũng phải cố tình đắp thêm vài mụn vá. Với cảnh tượng này, triều thần văn võ nhà Thanh dưới thời trị vì của Đạo Quang chẳng khác gì hai hàng ăn mày đứng chực xin cháu thí. Tuy nhiên, khi về tới phủ của mình, các quan viên lại tiếp tục cuộc sống xa hoa của họ mà không cần màng tới đạo luật tiết kiệm của Đạo Quang. Không chỉ tiết tiền mua đồ mới, tới từng miếng vá Đạo Quang cũng tiếc rẻ. Một lần, Đạo Quang nhìn thấy hai miếng vá to bự trên quần của Tào Chấn Dung. Ông liền hỏi tiền vá hết bao nhiêu, nào ngờ Tào Học Sĩ nói rằng chỉ hết 3 đồng. Lúc này, Đạo Quang giật nảy mình bảo, trời ơi, cũng hai miếng vá như vậy, tại sao phủ nội vụ tính của trẫm những năm lạng bạc? Từ đó, Đạo Quang đã hạ lệnh cho hoàng hậu đến cung nữ và tất cả những người trong cung đều phải học may vá, để khi áo quần bị rách thì có thể tự vá mà không còn phải mất một khoản tiền phí phạm. Khi Đạo Quang tại vị, việc tổ chức hôn lễ cho các hoàng tử được tiến hành vô cùng giản lược. Nhà gái không được dùng của hồi môn xa hoa, nếu cố tình không những không được đáp lễ mà còn bị xử phạt. Các loại lễ vật con dâu dâng lên cho cha mẹ chồng cũng đều được miễn. Lãnh hậu quả vì trị quốc keo kiệt. Trên phương diện trị nước, vua Đạo Quang cũng tìm mọi cách để hà tiện. Vào năm Đạo Quang thứ nhất, ở Tân Cương có Trương Cách Nhĩ tạo phản, mấy vạn quân được cử đi chinh chiến nhiều năm, cuối cùng thắng lợi trở về. Năm 1828, Ngọ Môn tiến hành lễ hiến phu, tức là dân tù binh. Đạo Quang khi ấy trong lòng vui mừng, lập tức làm ra một hành động vĩ đại, mở tiệc chiêu đãi tướng sĩ có công dẹp giặc. Vài ngày sau, yến hội được tổ chức ở Thanh Y Viên, là Di Hòa Viên sau này. Trong bữa tiệc, các tướng sĩ chỉ được chiêu đãi một ít rau dưa, số thức ăn ít ỏi ấy chẳng mấy mà hết. Tướng sĩ lại không dám ra về trước khi yến tiệc kết thúc, chỉ còn biết ngay người nhìn nhau. Khi bố trí phương án phòng vệ ở Tân Cương, các tướng quân vốn biết tính hoàng đế, chỉ dám đề cử 1.800.000 lính trấn thủ. Nhưng Đạo Quang mặc cả xuống còn 1/3, chỉ cho 6.000 người. Các tướng quân thấy vậy liền cho đề xuất phương án chỉ phòng thủ phía đông. Ai ngờ hoàng đế nghe xong lại giận dữ, cho rằng tướng lĩnh vì có ý đồ riêng nên mới bỏ bê Tân Cương. Bên cạnh đó, khi chiến tranh thuốc phiện nổ ra, có quan viên từng dân tấu xin Đạo Quang tăng thêm chi phí xây dựng đội phòng thủ trên biển. Vừa nghe tới số tiền phải bỏ ra, Đạo Quang đã say sẩm mặt mày, nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng, do tuyến phòng bị hải quân lỏng lẻo, không được tu bổ, Anh quốc đã lợi dụng cơ hội tấn công vào, khiến lãnh thổ Thanh Triều liên tiếp bị chiếm đoạt, thậm chí bị đánh đuổi tới tận Nam Kinh. Triều đình nhà Thanh khi đó buộc phải ký kết điều ước Nam Kinh, còn phải bồi thường 2.100 vạn cho Anh quốc. Đạo Quang đế có 9 tỷ muội, nhưng tất cả đều chết yểu, lẽ nào hoàng tộc nhà Thanh đã chịu một lời nguyền? Năm 1820, Gia Khánh đế, tức hoàng đế thứ 7 của Triều Thanh qua đời. Ngay sau đó, Đạo Quang đế đã ngồi vào ngai vàng. Đạo Quang đế có 4 hoàng huynh, hoàng đệ đệ và 9 hoàng tỷ hoàng muội. Tuy nhiên, một điều kỳ quái đã xảy ra trong gia đình hoàng gia này. 9 tỷ muội của ông đã qua đời khi còn rất trẻ, lẽ nào hoàng tộc đã bị nguyền rủa? Dựa trên các ghi chép lịch sử, nhiều người cho rằng Đạo Quang đế không có năng lực, nhưng nếu đó là sự thật thì tại sao ông vẫn có thể đăng cơ? Mẫu thân của Đạo Quang đế là Thuần Hiền, thân vương phi Uyển Trinh, là người đã tạo nền tảng cho sự kế vị của Đạo Quang đế. Đồng thời, Đạo Quang cũng là đích trưởng tử, vì vậy được vua Càn Long yêu thương ngay từ nhỏ. Điều này cũng giúp Đạo Quang đế thuận lợi ngồi lên ngôi báo. Theo lẽ thường, sau khi lên ngôi, hoàng đế sẽ tìm cách đề phòng hoàng huynh, hoàng đệ tạo phản. Tuy nhiên, đối với hoàng tỷ và hoàng muội, hoàng đế sẽ rất ưu ái vì phụ nữ phong kiến không có thực quyền.
Từ đó, chúng ta có thể suy ra rằng chính tỷ muội của Đạo Quang Đế không phải chết vì quyền lực. Đạo Quang Đế không giết họ. Đạo Quang Đế trị vì trong 30 năm, kết thúc ở tuổi 69. Ở thời điểm Đạo Quang Đế 33 tuổi, ông đã không còn một người chị em nào cả. Thực tế, có thể phân cái chết của chính tỷ muội của Đạo Quang Đế thành hai dạng. Một là chết yểu, và dạng còn lại là ốm nặng rồi qua đời. Tỷ muội của Đạo Quang Đế lần lượt chết yểu. Trưởng công chúa do Giản Tần Quan Giai thệ sinh, nhị công chúa và Đạo Quang Đế là cùng mẫu thân. Năm Đạo Quang Đế được 1 tuổi, trưởng công chúa và nhị công chúa lần lượt qua đời khi chưa được 4 tuổi. Năm 1790, Lục công chúa, con của Hoa Phi Hầu Giai thị sinh ra, mất khi chưa tròn 1 tuổi. Lúc đó Đạo Quang Đế chỉ mới 9 tuổi. Vì không được tiếp xúc nhiều, Đạo Quang Đế đã không quá đau buồn trước cái chết này. Ngũ công chúa Tuệ An Hòa Thạc công chúa mất năm 1795 khi vừa tròn 10 tuổi. Thất công chúa do Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu Nữ Hổ Lộc Thị sinh năm 1793 cũng qua đời khi vừa tròn 3 tuổi. Lúc này Đạo Quang Đế chỉ mới 14 tuổi, đã thường xuyên buồn phiền khi hai hoàng muội qua đời sớm như vậy. Thậm chí có lúc ông đã dùng men rượu để quên đi sự thật đau lòng đó. Bác công chúa cũng tương tự Lục công chúa, mất khi chưa qua sinh nhật 1 tuổi. Cửu công chúa tức Tuệ Mẫn Cố Luân công chúa là hoàng muội mà Đạo Quang Đế sủng ái nhất, thường được ông dắt ra ngoài chơi đùa. Năm cửu công chúa 5 tuổi đã chết vì một tai họa bất ngờ. Hai nàng công chúa có thể thành thân cũng không thể sống lâu. Mặc dù không cùng mẹ ruột nhưng Đạo Quang Đế vẫn có tình cảm sâu sắc với các tỷ muội. Trong số họ chỉ có hai người có thể sống đến lúc thành niên, nhưng cuối cùng họ vẫn không thoát khỏi móng vuốt của thần chết. Tam công chúa tức Trang Kính Hòa Thạc công chúa và tứ công chúa tức Trang Tĩnh Cố Luân công chúa là hai vị công chúa sống lâu nhất, thậm chí đã được gả đi. Tam công chúa hạ giá lấy Tác Đạt Nạp Mộc Đa Bố Tể của Khoa Nhị Thám Bác Nhị Tế Các Đạt Bộ và tứ công chúa hạ giá lấy Mã Ni Ba Đạt Lạc của Bác Nhị Tế Các Đạt Bộ. Năm Gia Khánh thứ 16, Đạo Quang đau đớn trước cái chết của Tam công chúa, tâm lý vẫn chưa ổn định. Hai tháng sau, ông tiếp tục nhận được tin báo về cái chết của tứ công chúa. Hai vị cách cách lần lượt hưởng dương 30 tuổi và 27 tuổi. Đến đây, chắc hẳn ai cũng thắc mắc, dù y học cổ đại không tiến bộ, nhưng các thái y của triều đình đều là những danh y giỏi nhất ở kinh thành. Tại sao họ lại không thể cứu được một ai trong số 9 vị công chúa này? Theo các ghi chép về lịch sử Trung Quốc, tuổi thọ của người Thanh tương đối thấp. Đây không phải là vấn đề di truyền, mà là do hoàn cảnh xã hội quyết định. Nhu cầu của con người có thể được phân thành nhiều loại, nhưng cơ bản nhất chính là nhu cầu sống. Triều Thanh là triều đại phong kiến thống nhất cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc. Vào lúc đó, tuổi thọ của họ được chia thành hai giai đoạn. Trước năm 1840, tuổi thọ trung bình của nam là 45 và nữ là 50. Nhưng vào cuối triều nhà Thanh, tuổi thọ đã giảm xuống, ở nam là 31 và nữ là 33. Tại sao lại có một khoảng cách lớn như vậy? Lý do rất đơn giản là vì ở thời điểm này Triều Thanh đang bước vào giai đoạn khủng hoảng. Môi trường sống và các nhu cầu cơ bản cho sự sống không thể được đáp ứng đầy đủ, dẫn đến việc các công chúa Cẩm Y Ngọc Thực lần lượt qua đời. Trong 9 vị công chúa này, Tam công chúa tức Trang Kính Hòa Thạc công chúa và tứ công chúa tức Trang Tĩnh Cố Luân công chúa đã sống đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên những nàng công chúa thời phong kiến cũng chỉ được xem là những con tốt thí không hơn không kém. Cuộc đời của họ không sung sướng như chúng ta nghĩ. Tam công chúa và tứ công chúa cũng như vậy. Chính các cuộc hôn nhân mang đầy màu sắc chính trị đã khiến các nàng mang tâm bệnh, héo mòn đến chết.